Mai Vũ xin bán chào quý cô chú anh chị và các bạn và dạ, kính thưa quý vị. Hiện tại Mai Vũ cập nhật bản tin 9 giờ của ngày 17 nha quý vị. 9 giờ sáng qua ở Mỹ vào ngày 17 tháng 2 thì à, những cái thông tin mà Mai Vũ gửi tới cho quý vị trong ngày hôm nay có một cái xe bồn chở xăng lao vào tòa nhà ở New York bốc cháy dữ dội và người đàn ông gốc Việt bị cáo buộc hành hung cháu gái. Người đàn ông bị kết án 30 năm vì bị cáo buộc đẩy vợ đang mang thai xuống một cái vách đá facebook đã bị kiện tại mỹ đối mặt với án phạt hàng trăm tỷ đô la khó thuê nhà ở new york nã đạn vào xe hơi nghi ám sát việt kiều mỹ ở sài gòn những cái thông tin này mấy vũ đã cập nhật rồi thôi bỏ qua thông tin này nha quý vị thì trung quốc đã cáo buộc mỹ làm nhiễu những cái thông tin về chiến tranh ở bên ukraine tướng của mỹ đó dự báo là trung quốc sắp có những cái chuyển động mà khiêu khích tại châu á và Trung Cộng thì bị chỉ trích không có từ những cái thủ đoạn để mà giành huy chương nhiều quốc gia bất mãn và yeah, đó là những cái thông tin mà vũ sẽ gửi tới cho quý vị trong ngày hôm nay mai vũ cảm ơn rất là nhiều quý cô chú và anh chị đã luôn yêu thương và ủng hộ mai vũ quý vị ơi đừng có tiếc một cái like cho mai vũ nha quý vị à, cái like nó hoàn toàn miễn phí còn ai là lần đầu ghé kênh mai vũ thì hãy bấm một cái đăng ký cho mai vũ cái like thì mỗi video mình bấm một cái còn đăng ký chỉ một lần duy nhất thôi nha quý vị mình có thể cập nhật được những cái thông tin mới mỗi ngày từ mai vũ thì cái thông tin đầu tiên mai vũ gửi tới cho quý vị trong ngày hôm nay có một cái xe bồn chở xăng nó lao vào tòa nhà ở New York và nó bị bốc cháy dữ dội. À, cái thông tin này ở New York, một cái chiếc xe bột này chở xăng nó đã bị lật và nó lao vào tòa nhà trống ở bên Long Island của New York. Rồi nó bốc cháy dữ dội sáng bữa hôm thứ Tư ngày 16 tháng 2 theo AP. Cũng may là cái tòa nhà này là tòa nhà trống nha quý vị. Nếu mà có người ở trong đó là thảm kịch nó xảy ra cái vụ tông này nó khiến cho nó khiến cho xe cộ bị chặn rất là nhiều tiếng đồng hồ và nó làm cho xăng tràn vào hệ thống cống giới chức loan báo và lúc mà tôi tới đó thì lửa nó cháy khắp nơi ngoài đường cái chiếc xe bồn này hai tòa nhà và khi mà tôi nhìn xuống đường đó đường sunrise lửa nó bốc lên từ 7 hay là 8 lỗ cống ông trim ông là chỉ huy của cứu hỏa đó của Rockview Center ông cho hay cái vụ tông này lúc 1 giờ sáng và tài xế xe bồn đã bị thương. 3 trong số 150 lính cứu hỏa tới hiện trường cũng đã được uh, chữa trị chấn thương. Và giới chức thì họ cho biết trong cái buổi họp báo sau đó nguyên nhân cái vụ nổ này đó đang được điều tra. Cái chiếc xe bồn này nó tông vào cửa hàng của Angel G Boy bỏ trống ở cái ngã tư đường của North, Cent North Center Avenue với lại Sunrise. Nó cách New York City khoảng 30 dặm về hướng đông. Lúc mà bị lật và bốc cháy thì chiếc xe bồn này nó đang chở khoảng 9.200 gallon xăng, những cái gallon xăng. Và ông Michael, ông là chị hy cứu hỏa của Nassau County, ông cho hay tài xế đã tự thoát ra được rồi, được đưa đi bệnh viện của địa phương. Và xăng trên xe thì nó tràn vào những cái hệ thống mở cống và rất là nhiều những cái con suối nhỏ nhưng mà đang được ngăn lại bằng cái phao nổi theo ông Utaro, do đó không có cái mối đe dọa nào cho môi trường vào lúc này. Ông nói, không có mối đe dọa cho bất kỳ cư dân nào hay là căn nhà nào. Và lính cứu hỏa thì mất hơn 10 giờ mới dập tắt được cái đám cháy này. Wow! Đó là một cái thông tin mà mấy bố thấy là nó xảy ra cháy một cái xe bồn ở New York đó nha quý vị. Cũng may là không có ai bị thương trong cái vụ này. Nhưng mà cái anh đó anh cũng anh tài xế thì anh thoát ra ngoài được nhưng mà chắc anh bị thương nhưng mà không có thấy là ảnh hưởng tới tính mạng đó thì đó là một cái thông tin tai nạn nó xảy ra ở New York một thông tin kế tiếp người đàn ông gốc Việt đã bị cáo buộc hành hung cháu gái thì một người chú này đã bị bắt tại nhà riêng ở bên Winwood New Jersey sau khi bị cáo buộc hành hung cháu gái à, anh này tên là Sang Văn Nguyễn 50 tuổi đã bị cảnh sát của Winwood họ bắt giữ tại vì cái tội hành hung tại cái nơi ở của ông ta tại chín 5390 Sunshine Drive. Và những cái viên chức thì được gọi tới lúc 7 giờ tối bữa hôm thứ Năm để mà điều tra một cái vụ mà lộn xộn. Và theo một cái tờ báo, theo những cái báo cáo bắt giữ, từ cảnh sát đó, cháu gái này cho biết là Nguyễn đi làm về và bắt đầu ông ta đã đập cửa phòng ngủ và lao đã, đã la mắng yêu cầu cô ta ra khỏi phòng của mình. Và cô ra mở cửa thì anh Nguyên anh bảo là cô phải dọn đi vào cuối tháng. Cô cháu gái đó, cô khai rằng cô ta đã trả tiền thuê nhà trong tháng rồi. Và Nguyên được cho là đã đấm cô ta. Anh ta cho rằng cháu gái đã mất dậy với lại anh ta. Và anh Sa Văn Nguyễn đó thì anh bị bắt và anh bị giam giữ tại cái trại mà cái trại tạm giam và anh ta đã được thả ra sau khi mà anh đóng 500 đô la tiền thuế chân. Anh Nguyễn thì anh đã bị bắt vào tháng 9 vừa qua tại nhà riêng của anh ta trong một cái vụ hành hung khác nữa. Tuy nhiên vào tháng giêng, văn phòng công tố viên thì đã quyết định hủy bỏ cái vụ án này. Không biết là tình hình tại sao mà anh này anh lại đi đòi tiền trong khi đó anh đuổi cái cô đó ra khỏi nhà trong khi đó là cố đã đóng tiền nhà thì mới cũng nghĩ là chắc là có một cái vụ gì đó mà ảnh tức cái gì đó mà ảnh không có giải quyết được cái này là người Việt nha quý vị ở Mỹ mình không có nên đánh ai đâu vì có cái gì thì mình hãy coi hãy kêu và giải quyết cho nó rõ ràng chứ mình đừng có để mà hành hung thì nó mà hành hung như vậy đó là kêu cảnh sát đó là mình bị ghi xuống một cái record nó nó không có tốt nhất là đánh phụ nữ nhất là nam giới mà đánh phụ nữ mà bị ghi xuống là sau này đi làm đó, nó ảnh hưởng tới rất là nhiều những cái công việc sau này của của mình tại vì những cái như vậy là họ sẽ ghi xuống họ không họ để lâu lắm quý vị nhiều khi họ không có xóa những cái đó đâu quý vị. đánh vợ đánh 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 phụ nữ vô một cái tội rất là nặng nhưng mà cái anh gốc việt này anh đã phạm phải bên cạnh đó thì còn một cái niêu nữa nó còn rùng rợn hơn cái niêu trên nữa đúng vị các cái người đàn ông này bị kết án 30 năm về cái tội cáo buộc đã đẩy người vợ mang thai xuống một cái vách đá ông ta bị kết án 30 năm tù sau khi cáo buộc đã đẩy người vợ mang thai 7 tháng xuống vách đá để mà nhận tiền bảo hiểm tai nạn của cô ấy. Trời ơi quý vị sao mà ác quá à? Ác quá đi luôn á. Có một người vợ rồi có người con 7 tháng nữa mà lỡ đẩy xuống chỉ vì một cái mớ tiền mà bồi thường tai nạn thôi quý vị. Đó, chưa được nhận được tiền thì đã vô tù nhà đá ngồi rồi mất coi như là mất tất cả mất vợ mất con không có được tiền bồi thường mà còn phải đi, bị đi tù Trời ơi thời buổi bây giờ mà mình cần tiền thì mình hãy chính đáng đi với vị, trời có vợ nó vẫn hơn là không có vợ chứ đúng không quý vị? Trời không hiểu tại sao cái ông ông này ông lại làm như vậy. Hacan 40 tuổi và vợ đó là à, người này tên là Samra 32 tuổi đang tới thăm một cái à, ở bên Kentucky nha quý vị. Butterfly Value in the Kentucky vào cái kỳ nghỉ vào tháng 6 năm 2018 Khi mà cả hai đã chụp ảnh selfie trên cái đỉnh uh, sườn núi Chụp ảnh tự sướng đó Và công tố viên thì cáo buộc rằng Hai cặp đôi này đã dành hàng giờ để mà ngồi trên cái đỉnh vách đá này à, Cô ta thì chờ đợi thời cơ Cái anh chàng đó đó, anh chờ đợi thời cơ để mà ra tay Mirror đưa tin Và Aisha thì nói với lại cảnh sát rằng Xem ra đã bị trượt chân khi mà họ đang chụp ảnh và cái chết của cô ấy là một tai nạn. Trước đó đó thì Ansa đã thay mặt xem ra và thực hiện cái hợp đồng bảo hiểm tai nạn cá nhân trị giá gần 56.000 đô la Mỹ mà anh ta là người thụ hưởng duy nhất. Vào tháng 2 năm 2021, cái cơ quan và truyền thông của địa phương của Thổ Nhĩ Kỳ họ đã thu được cái đoạn phim do một người khách du lịch khác đã ghi lại cho thấy cái người Ansa này được cho là đã dụ cô ấy đến với lại cái mép đá để mà chụp ảnh selfie thật là không may cho ông nội này đã giống như kiểu hành động như vậy đó quý vị giống như kiểu nó có một cái gì đó nó, nó giống như kiểu nó có cái gì đó mà mất bạo đó ông tự nghĩ là ở trên cái vách núi như vậy không ai nhìn thấy nhưng rất xui cho ông ta đã có người kia họ đã ghi được cái đoạn phim nhiều khi họ quay phim vất vảnh thưa quý vị họ đi du lịch thường họ hay quay phim đó thì chúng cái người này giống kiểu nó đi tới đây đi tới đây đi tới đây nè chắc kéo cô vợ nó hãy tới đây đứng nè đó dụ cô ta tới cái mép đá để mà chụp ảnh selfie trước khi mà cô ấy ngã xuống và tờ báo đưa tin cái vị khách này du lịch này đã bắt đầu ghi hình cái cặp đôi này sau khi mà anh ta cho rằng Asa đang hành động kỳ lạ chỗ người hành động kỳ lạ mà người ta người ta nhìn người ta đoán được luôn quý vị thì vào tháng 11, Asa này đã bị bắt và bị buộc tội cố ý giết người, nhưng mà anh ta chối bỏ trách nhiệm. Asa khai rằng sau khi chụp ảnh selfie, xem ra đã yêu cầu anh ta lấy điện thoại di động của cô ra khỏi cái túi xách của anh ta và anh nói khi mà đứng dậy lấy túi đó thì anh nghe thấy có cái tiếng hét của cô ấy và khi mà anh ta quay lại thì cô ấy không còn ở đó nữa mặc dù Asa phủ nhận có liên quan tới cái chết của vợ mình nhưng mà anh ta đã bị kết tội cố ý giết người vào bữa hôm thứ ba những cái tờ báo của địa phương đưa tin nói rằng anh ta đã bị kết án tù trung thân và bản án này có nghĩa là anh ta đó sẽ không có đủ điều kiện để mà được ân xá cho tới khi mà phục vụ ít nhất là 30 năm. Những cái báo cáo của ngân hàng thì thu được trong cái quá trình mà điều tra cho thấy là anh ta đã thay mặt cho cô vợ vay cái bảy cái khoản vay. Tờ báo đã đưa tin, anh này anh cố tình đó quý vị, anh cố tình anh làm cái chuyện đó anh cố tình là anh sẽ rủ cô vợ đi lên trên cái núi đó và anh cố tình trước khi mà anh đã à, lấy cái chuyến du lịch đó và anh đã vay trước cái số tiền ở nhà rồi quý vị đứng tên cô ta và vay tới bảy cái khoản vay lận rồi để có gì cố chết coi như là xù nợ đó coi như xù nợ thì anh ta là người hưởng chọn cái số tiền đó quá là độc ác luôn Trời ơi, chỉ vì một cái số tiền có mấy chục ngàn đô la, tưởng đâu vài trăm hay là vài triệu, Mã này có 56.000 đô la nó sẽ có đáng là bao nhiêu cả quý vị. Nhiều khi nếu mà cô vợ đó cố hai người sống với nhau hạnh phúc thì cô có thể kiếm hơn cái số tiền đó rất là nhiều. Mà chỉ vì một cái phút nông nổi mà đã hành sự giết cả vợ, cả con quá là ác. Một cái thông tin khác nữa mình muốn gửi tới cho quý vị trong ngày hôm nay, Facebook lại đã bị kiện tại Mỹ đối mặt với lại cái cái án phạt hàng trăm tỷ đô la của Mỹ. Lúc trước là bị kiện ở bên châu Âu bây giờ qua tới bên Mỹ. Văn phòng tổng trưởng của Texas đã vừa đâm đơn kiện mê tả cái công ty mẹ của Facebook với lại cái cáo buộc vi phạm những cái quyền riêng tư của người dân, của người dân bằng cái công nghệ mà nhận diện khuôn mặt trong thập kỷ qua. Nếu thua kiện, Facebook có thể mất trăm tỷ đô la. Và hãng của Reuters, cái đơn kiện này được trình lên tòa án của quận Harrison của bang Texas vào ngày 14 tháng 2 đơn kiện đó Facebook bị tố thu nhập thông tin sai thông tin mà sinh ra chất học từ cái hình ảnh và video được người dùng tại tết xịt họ tải lên Facebook từ năm 2010 cho tới năm 2021 mà không có cái sự đồng ý của họ đồng thời họ cũng tiết lộ cái dữ liệu cho người khác và không có tiêu hủy dữ liệu trong cái thời gian dài và Facebook họ đã bí mật đã thu thập cái thông tin cá nhân của người dùng bang tết xịt gồm hình ảnh video để mà thu lợi. Giờ đây đó chúng ta biết rằng Facebook đã vi phạm trắng trợn cái luật của tích xịt trong thập kỷ qua. Ông Ken Paxton, ông là tổng trưởng của bang tích xịt, ông cho biết và cái luật đó tích xịt thì quy định những cái thu thập những cái thông tin sai tin mà sinh chắc học này của một người mà không có sự đồng ý của người đó là bất hợp pháp và nghiêm cấm cái việc mà chia rẽ những cái hình những cái dữ liệu này cái luật này cũng quy định mức phạt 25.000 đô la cho mỗi lần vi phạm. Và đơn kiện thì ước tính là ít nhất là 20 triệu người dân của tích xịt họ sử dụng Facebook năm 2020 2021. Do đó, nếu mà bị vi phạm đó, thì cái mức tiền phạt của Meta phải chịu lên tới là hàng trăm tỷ đô la, theo báo cáo của Wall Street Journal. Phản ứng lại, một phát ngôn viên của Meta cho biết những cái cáo buộc nói trên là vô căn cứ Meta cho biết trước khi mà quyết định đóng cửa cái tính năng mà nhận diện khuôn mặt, người dùng Facebook đã được thông báo và hoàn toàn có thể kiểm soát cái tính năng này. Vào tháng 11 năm 21, theo đài của CNN, Facebook đã thông báo tắt cái tính năng nhận diện khuôn mặt. Vài tháng sau, khi mà chi ra 650 triệu đô la để mà giải quyết một cái vụ kiện tập thể của bang Illinois cũng liên quan tới vấn đề này và đồng thời cũng cho biết sẽ xóa dữ liệu của ít nhất là 600 triệu người dùng có liên quan tới tính năng này. Và trong cái diễn biến mà liên quan thì ngày 15 tháng 2, Facebook đã đồng ý chi ra trả 90 triệu đô la để mà dàn xếp một cái vụ kiện tập thể kéo dài một thập kỷ tại tiểu bang California liên quan tới cái việc theo dõi hoạt động của người dùng trên Internet thậm chí khi mà họ đã đăng xuất khỏi nền tảng này. Và theo đài của CNN thì cái thỏa thuận này là một trong những cái vụ mà dàn xếp lớn nhất trong lịch sử của Meta Xong không có vẻ gì sẽ ảnh hưởng tới những cái lợi nhuận của công ty. Ông Mark Zuckerberg, ông gọi nhân viên là metamest. Vậy theo báo của New York Times, nhân viên của Google được gọi là Google, Googleers. Google và nhân viên của Amazon được gọi là Amazonian và nhân viên của Yahoo thì được gọi là Yahoo. Do đó, sau khi mà Facebook đổi tên thành Meta vào cuối năm 21, nhân viên của công ty đã vấp phải những cái vấn đề hóc búa khi mà không biết gọi tên là gì. Trước đây được biết tới như là những cái người Facebooker. Trong các cuộc tập họp ngày 15 tháng 2, ông chủ Facebook, nhà sáng lập Facebook đó, là giám đốc điều hành của Meta thông báo cái tên mới cho nhân viên giờ đây được gọi là Meta Metas. Trời ơi quý vị Facebook năm nay giống như cái năm đại hạn của Facebook đó quý vị. Facebook này là không đổi trợ chung với lại cựu tổng thống Donald Trump. Khó thuê nhà ở New York tình hình là hiện tại bây giờ nhà cửa cái gì nó cũng đắt đỏ kéo theo nhà cửa cũng đắt đỏ nha quý vị, tiền nhà đất thì dĩ nhiên là tiền thuê nhà nó cũng lên giá nên bây giờ nếu mà đi kiếm nhà thuê nó rất là hiếm, đặc biệt là ở New York, nhiều người Mỹ họ không thể tìm được nhà cho thuê ở New York khi mà giá cả nó tăng cao và số căn hộ đó còn chống lại rất là ít. Thì cô này cố làm Cecilia cố 45 tuổi cô đang sống rất là hạnh phúc trong cái căn hộ cho thuê 4 năm ở bên Brooklyn của Mỹ thì bất ngờ đã bị đẩy ra ngoài đường vào tháng 6 năm 21 do một cái bức tường bên ngoài tòa nhà của cô đã sụp và tình huống khẩn cấp khiến cho cô và con gái 12 tuổi phải dọn ra ngoài trong bộ đồ ngủ không có hề có sự cảnh báo nào cả Chúng tôi bị lạc vào cái thời kỳ mà thị trường bất động sản ở New York trở nên rất là hỗn loạn nhất với lại cái giá thuê cái căn hộ nó thay đổi theo cái tình hình Covid-19. Cô ta nói, giữa đại dịch, cái việc mà tìm chỗ thuê nhà tại tiểu bang này á lại chuyển biến theo cái hướng tốt hơn. Người Mỹ họ có thể dễ dàng chọn được cái nơi ở như ý và giá thì nó giảm và chủ thuê thì họ tung ra rất là nhiều ưu đãi hậu hĩnh để mà dành khách theo tờ báo của The Guardian. Và một số người trẻ họ còn thực hiện cái ước mơ là sống tự lập bên trong cái thành phố mơ ước. Tuy nhiên, khung cảnh đó bây giờ nó đã biến mất. Khi mà cái căn hộ còn trống đó, dần được lấp đầy nhưng mà nhu cầu tìm nhà vẫn tăng cao. Giá thuê nhà thì bắt đầu bị đội lên chóng mặt. Và cô ta ước tính là cô đã thấy 25 căn hộ được cho thuê trong vòng một tháng. Tôi thật sự là kinh ngạc khi mà thấy rất là nhiều nơi có giá khoảng 3.000 đô la trên một tháng nhưng mà phòng ngủ lại nhỏ không có cửa sổ và nhà bếp thì không có không gian sử dụng cô ta nói may mắn thay bà mẹ một con này đã kết thúc cái việc mà săn lùng nhà trọ khi mà tìm thấy cái chỗ tốt qua cái lời giới thiệu của bạn bè và câu chuyện của cô ta đã phản ánh cái sự mà chật vật của cư dân ở new york khi mà tiền thuê nhà tiếp tục tăng cao nhưng mà số lượng mà căn hộ nó lại giảm dần giống như là nhiều người trẻ khác một cô này tên là Raven, 27 tuổi, đã rời thành phố Manhattan của khi mà đại dịch đến nó bùng phát và chuyển về sống với bố mẹ ở phía bắc của California. Trước đó, cô thuê cái căn hộ phòng ngủ này với giá 2 trên một tháng. Khi mà đại dịch, nó khiến cho những cái cuộc mà tụ tập này nó phải tạm dừng và phong tỏa diễn ra. Cô đã bỏ trống cái nơi này để mà bắt đầu làm việc từ xa. Và rất là nhiều bạn bè của tôi cũng đã gặp khó khăn tương tự Tôi dự định sớm quay lại Manhattan của New York Để mà ở cùng với bạn bè Cho tới khi mà tìm được căn hộ phù hợp Cô ta chia sẻ Trong cái giai đoạn tháng 12 của năm 20 Tới tháng 12 của năm 2021 Giá thuê nhà trung bình ở New York Đạt cái mức mà tăng lớn nhất Kể từ khi cái dịch nó bùng phát Từ 2 rưỡi lên thành 2.800 Theo dữ liệu Những cái dữ liệu mà Tris Easy Và cuối năm á thì cái tiền thuê nhà ở cái khu Manhattan nó đã giảm cái mức mà kỷ lục 3.392 đô la trên một tháng. Và điều tương tự nó cũng diễn ra ở Brooklyn theo cái báo cáo của công ty bất động sản. Và những cái ưu đãi là nó đã từng là cái điểm sáng của thị trường cho thuê trong cái thời đại dịch. Nó cũng đang bắt đầu biến mất trong cái quý đầu tiên của năm 21 gần 34% căn hộ tỷ lệ cao nhất trong kỷ lục của New York được miễn phí một hoặc là nhiều tháng. Vào tháng 12, con số đó nó giảm xuống còn 16%. Nhà kinh tế học Nancy Gu uh, của Trish Easy thì dự đoán khi mà những cái căn hộ này trở lại cái mức giá bình thường, nhiều người thuê sẽ không có đủ khả năng để mà chi trả và buộc phải chuyển đi. Sống tại New York thì phải chấp nhận đánh đổi giữa cái việc mà là có được nơi ở lý tưởng và thực tế khốc nghiệt khi mà số phòng ngủ, không gian hoặc là những cái tiện nghi không như mong muốn. Nếu mà muốn có căn hộ như mà mơ ước đó, thì bạn phải tới cái vùng khác xa hơn. Cô ta nói, ảnh hưởng của đại dịch đối với lại cái việc mà thị trường cho thuê đặc biệt là nghiêm trọng ở à, thành phố Manhattan, nơi mà giá cả nó chênh lệch rất là nhiều. Và cô ta dự đoán rất là nhiều công ty sẽ bắt đầu tuyển dụng vào mùa xuân, đồng nghĩa với cái việc mà những cái, những cái lượng lớn, những cái ứng viên trên toàn quốc chuẩn bị để đổ về đây. Tuy nhiên, việc tìm nhà thì vẫn còn là một cái vấn đề đau đầu với lại người dân của Mỹ sống ở New York hay là người dân của Mỹ. Cái tình hình thực tế nó là như vậy đó quý vị. Lúc trước khi mà đại dịch Covid-19 thì người ta, tại vì cái chỗ mà New York đó, nó là cái nơi mà tập trung cái dịch nó nó kiểu như là nó định điểm đó là nó, nó diễn ra ở New York nên tất cả những người ta đã rời khỏi New York Tại vì khi mà dịch đó thì thành phố New York nó đóng cửa lâu nhất luôn quý vị Đóng cửa lâu quá người ta ở đó người ta cũng không có công an việc làm mà họ phải trả tiền nhà Thôi thì họ đi dọn đi về ở với bố mẹ hoặc là họ dọn đi, nói chung là họ về nhà của họ ở đó Nên lúc đó là không có ai, những cái tòa nhà đó không có ai mướn Người ta phải cho là mướn một tháng, cho một tháng Thì bây giờ cái tình hình những công an việc làm nó quay trở lại thì giá nhà nó tăng và giá tiền thuê nhà nó cũng tăng lên chóng mặt nhưng mà không có thể nào mà có chỗ để mà cho đủ cho người ta mướn tình hình hiện tại nó là như vậy Trung Quốc cáo buộc Mỹ làm nhiễu loạn thông tin về chiến tranh ở Ukraine Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ tung ra tung hd tung hd dọa chiến tranh và tạo ra tạo căng thẳng trong cái lúc mà tổng thống Mỹ ông Joe Biden ông cảnh báo nói rằng hơn 150.000 binh của Nga đó vẫn tập trung gần biên giới của Ukraine sau khi Moscow họ tuyên bố là rút một phần. Phát ngôn viên của Ngoại giao Trung Quốc, ông Ban, ông Uổng Văn Ban trong các cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, những cái nước của phương Tây đã đề xuất những cái bước mà kiểm soát vũ khí và xây dựng những cái lòng tin để mà tháo ngòi nổ tình hình bế tắc vốn đã khiến cho họ kêu gọi dân rời khỏi Ukraine. Tại vì một cái cuộc mà tấn công có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nga thì phủ nhận họ có ý định xâm lược Ukraine. Cái sự thổi phòng và tung tin sai lệch liên tục như vậy của một số nước của phương Tây sẽ tạo ra cái sự hỗn loạn và bất định cho thế giới vốn dĩ đã đầy thách thức và làm gia tăng cái nỗi mà thống khổ và chia rẽ Phát ngôn nhân bộ ngoại giao của Trung Quốc, ông Uổng Văn Banh ông nói trước những cái báo giới tại một cái cuộc họp báo đó thường kỳ ở Bắc Kinh hôm ngày 16 tháng 2. Chúng tôi hy vọng những cái bên liên quan sẽ ngưng những cái chiến dịch uh, nhiễu loạn thông tin như là vậy và làm nhiều hơn nữa để mà đóng góp cho hòa bình, tin tưởng và hợp tác cùng với nhau. Trung Quốc thì đã bị một số những cái nhà lãnh đạo của phương Tây, bao gồm thủ tướng của nước Úc ông Scott, uh, ông Scott đó ông chỉ trích tại vì tập uh, lập trường của họ đối với lại Iran. Sự lãnh đạo của hai nguyên thủ quốc gia của Trung Quốc và Nga luôn hướng tới những cái phát triển mối quan hệ láng giềng tốt lâu dài và mối quan hệ hợp tác đôi bên cũng có lợi trên cái cơ sở không liên minh, không có đối đầu và không có nhằm vào những cái nước thứ ba. Ông Uổng ông nói thêm như vậy. Tướng của Mỹ dự báo là Trung Quốc sắp có những cái chuyển động khiêu khích tại châu Á thì Trung Quốc có thể là tận dụng cái cuộc khủng hoảng tại Ukraine và thực hiện những cái động thái khiêu khích tại châu Á trong cái lúc mà phương Tây họ tập trung vào những cái nỗ lực tháo dỡ những cái căng thẳng với Nga theo tướng của Mỹ. Ông tướng này, ông Kenny, ông là tư lệnh không quân của Mỹ, Thái Bình Dương đó, ông lưu ý rằng Trung Quốc hiện đứng về phía của Nga trong cuộc khủng hoảng của Ukraine và điều này làm dấy lên cái nghi vấn về cái dự định riêng của Bắc Kinh tại châu Á từ cái quan điểm liệu Trung Quốc họ có đang quan sát những cái diễn biến ở ở châu Âu và tìm cái cách để mà tìm cái cách mà làm điều gì đó tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương hay là không? Nhất định là có. Và đó là cái điều mà gây ra quan ngại. Theo thông tin từ AFP, thì hôm ngày 16 tháng 2 dẫn lời của tướng ông tướng này ông trao đổi với lại những cái phóng viên bên lề triển lãm hàng không của Singapore diễn ra từ ngày 15 cho tới ngày 18 tháng 2. Tôi thật sự lo, tôi thật sự lo ngại rằng họ sẽ muốn lợi dụng cái tình hình xung quanh Ukraine. Tướng Mỹ bổ sung, theo ông đó, chẳng hề ngạc nhiên nếu mà chính quyền của Bắc Kinh họ thử tìm cái cách mà khiêu khích tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và quan sát những cái phản ứng của cộng đồng quốc tế. Ông tướng ông cho biết khi mà Trung Quốc họ bày tỏ cái ủng hộ đối với lại Nga về Ukraine thì ông ông lập tức ông họp bàn với lại những cái tướng lĩnh đó và những cái thực tế khác những cái thực thể khác tại khu vực về cái hàm ý đằng sau cái động thái này đóng trụ sở tại bang của hawaii mỹ lực lượng không quân của mỹ tại thái bình dương dưới cái quyền và chỉ huy của ông tướng weiss sẽ đóng cái vai trò trung tâm nếu mà xung đột bùng nổ tại nơi đây trong những cái tháng gần đây trung quốc họ cũng gia tăng những cái áp lực đối với lại Đài Loan, bao gồm liên tiếp triển khai những cái chiến đấu cơ và oanh tạc cơ tới gần cái hòn đảo. Dựa trên cái kinh nghiệm bản thân, ông tướng này ông cho hay là Trung Quốc đang là Trung Quốc xem những cái cuộc khủng hoảng này là những cái cơ hội và có lẽ một số cái cơ hội này nó đang mở ra cho Bắc Kinh trong cái quá trình mà phương Tây xử lý cái cuộc khủng hoảng của Ukraine. Và một cái thông tin khác nữa, Trung Cộng đã bị chỉ trích không có tự thủ đoạn để mà giành những cái huy chương rất là nhiều quốc gia thì họ bất mãn. Kể từ khi mà khai mạc Thế vận hội mùa đông của Bắc Kinh năm 2022, cho tới nay hàng loạt những cái hành động mà giành huy chương của Trung Cộng đã khiến cho nhiều quốc gia họ bất mãn và thậm chí là tức giận. Những cái vận động viên họ tới từ rất là nhiều quốc gia liên tục phàn nàn. Những cái người có thâm niên trong cái lĩnh vực mà truyền thông thì nói Olympic mùa đông của Bắc Kinh là thế vận hội đáng xấu hổ nhất trong lịch sử. Trong cái bối cảnh những cái nước của phương Tây họ đứng đầu đó là Hoa Kỳ đã tẩy chay cái cuộc mà ngoại giao với lại Olympic mùa đông của Bắc Kinh tại vì Trung Cộng họ vi phạm nhân quyền. Tỷ lệ khán giả tại cái lễ khai mạc Olympic mùa đông của Bắc Kinh nó đã xuống cái mức mà thấp kỷ lục. Chỉ có 16 triệu khán giả đã xem cái chương trình phát sóng trực tiếp của NBC giảm 43% so với 28.3 triệu khán giả. Họ đã xem Olympic mùa đông vào năm 2018. Vào cái đêm khai mạc thì phóng viên của đài truyền hình của quốc gia Hà Lan đó, hay còn gọi là NOS, đã bị nhân viên bảo vệ của Trung Cộng họ cưỡng bức lôi đi khi mà đang thực hiện cái buổi truyền hình trực tiếp bên ngoài sân vận động của quốc gia của Bắc Kinh, khiến cho chương trình phát sóng trực tiếp này đã bị gián đoạn. Và toàn bộ các quá trình này thì đã được camera ghi lại. Cái đoạn video này đó sau đó đã gây ra chấn động cho thế giới. Tại cái lễ khai mạc, một người phụ nữ đã mặc cái trang phục của Hanbok màu hồng và diễu hành với lá cờ của Trung Quốc đã khiến cho người dân của Nam Hàn tức giận. Và điều khiến cho Nam Hàn phẫn nộ hơn nữa đó là vào ngày mùng 7 tháng 2, hai vận động viên trượt băng tốc độ mở cự ly ngắn của Nam Hàn đó là À, người này tên là Hyon và người nữa là Lee Yun Seo đã bị trọng tài họ thổi phạt và hủy bỏ cái thành tích trong cái trận bán kết một 000 mét nam trong cái trận chung kết tiếp theo thì vận động viên Liu người uh, Hungary là người mà vượt qua cái vạch đích đầu tiên nhưng mà bị phạt thẻ vàng và bị hủy bỏ cái thành tích và khiến cho anh không có được cái tấm huy chương nào cả giới truyền thông của nam Hàn họ đã dùng những cái từ kinh ngạc tức giận nực cười để mà bày tỏ cái sự bất mãn của họ. Cáo buộc những cái trọng tài của Olympic mùa đông của Bắc Kinh đã thiên vị Trung Quốc. Cả Nam Hàn và Hungary đều để đơn lên khiếu nại lên liên đoàn trượt băng của quốc tế. Nhưng mà đều đã bị bác bỏ. Và do đó, đó là đội tuyển Nam Hàn đó thì họ quyết định để đơn lên kiện lên tòa án trọng tài của thể thao quốc tế CAS và gửi đơn lên để kháng nghị chủ tịch của IOC, ông Thomas Bạch nội dung đó trong cái nội dung trượt băng tốc độ đường ngắn tiếp sức 2.000m hỗn hợp diễn ra vào tối ngày 5 tháng 2 đội của Trung Quốc ban đầu họ để thua Hungary và Mỹ ở bán kết nhưng mà sau khi mà có cái sự kháng cáo trọng tài cho chiếu lại cái màn hình và nhận thấy Mỹ và Nga đã phạm lỗi trên cái đội của Trung Quốc được thăng hạng nên cái đội của Trung Quốc họ được thăng hạng và cuối cùng thì đã đánh bại ý để mà giành huy chương vàng và hôm ngày 17 tháng 2, đài tin tức của Seoul và ở bên Nam Hàn họ đã đăng cái bài viết với lại cái tiêu đề hãy để nước chủ nhà của Trung Quốc ấm chọn huy chương đi tuy nhiên cả cái bài viết đó chỉ có 10 câu mà câu nào cũng đều cũng đều là hãy để nước chủ nhà của Trung Quốc ấm chọn huy chương đi và nhà bình luận của người Nhật người Nhật Bản đó, Cao Phong, cho biết trong một cái cuộc phỏng vấn với là Epoch Times nói rằng Trung Cộng rất có thể đã mua chuộc trọng tài, làm cho trọng tài vốn dĩ nên công bằng. Làm trọng tài vốn dĩ là nên công bằng, nhưng mà từ cái biểu hiện của những cái trọng tài mà xét thì rõ ràng là thiên vị đội của Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng Trung, Trung Cộng đó đã sử dụng mọi cái thủ đoạn để mà lừa gạt và giành lấy cái chiến thắng họ liều lĩnh sử dụng Olympic để mà thể hiện cái bản thân của họ mạnh như thế nào. Bởi vì họ tin rằng thế giới bên ngoài không có cái cách nào để mà đối phó họ. Huấn luyện viên người Đức thì ghi lại cái thức ăn ở Olympic mùa đông. Ngoài những cái tình huống mà nghi, nghi vấn trên sân thi, uh, thi đấu, những cái tuyển thủ và huấn luyện viên của nước ngoài thường phàn nàn nói rằng những cái suất đồ ăn do Thế vận hội mùa đông của Bắc Kinh cung cấp không có thể nào mà đáp ứng được cái nhu cầu thể chất của những cái vận động viên. Sau khi mà bị xét nghiệm dương tính và phải cách ly, vận động viên bơi lội người nghe đó phàn nàn nói rằng thức ăn trong nhà hàng cách ly ở Bắc Kinh rất là kém. Những cái món ăn đều giống nhau trong 5 ngày khiến cho người ta khó mà nuốt. Và cô nói tới cái mức mà đau bụng và khóc mỗi ngày. Huấn luyện viên mà đội mà trượt tuyết đó thì độ đèo người Đức, Christian. Thì chỉ trích nói rằng bữa ăn tại Olympic mùa đông rất là đáng nghi ngờ tại vì nó không có được phục vụ trực tiếp. Không có thức ăn nóng, chỉ có khoai tây chiên, một số loại hạt và sô-cô-la. Không có gì khác, đây rõ là Trung Cộng. Và nhắm vào những cái môn thể thao thành tích cao, ông nói với lại tờ báo, cái tờ mà đỡ xanh của nước Anh hầu như là mọi môn thể thao olympic đều yêu cầu những vận động viên phải ăn nhiều nếu mà những vận động viên này không có ăn đủ thì thành tích của họ sẽ bị ảnh hưởng cho dù là trong cái quá trình thi đấu hay là tập luyện may mắn đó là đội của hoa kỳ họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng họ mang theo một số thức ăn cắm trại chẳng hạn như là mì ống đóng gói có thể là nấu chín chỉ bằng nước nóng và ông cao phong ông nói với tờ Epoch đó Epoch Times, phía của Trung Quốc có thể là đã cố tình làm như vậy. Họ không có thể không biết rằng những cái vận động viên họ cần thức ăn đầy đủ để mà bổ dưỡng. Theo tôi thấy, Trung Cộng thực sự nó đang làm bất kỳ cái điều gì để mà tranh giành huy chương. Trung Cộng không có tôn trọng nhân quyền. Thì tiền đạo tiền đạo đội khúc côn cậu trên cái băng của Phần Lan, anh này là anh Marcor, anh đã có cái kết quả xét nghiệm dương tính với virus sau khi tới Trung Quốc. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng của đội Phần Lan, ông Jukka, ông nói với lại tờ báo rằng trước khi khởi hành, kết quả xét nghiệm của anh ta luôn là âm tính. Anh ta luôn ở bên trong những cái cầu thủ và huấn luyện viên nên không có thể nào bị lây nhiễm bởi những cái nguồn lây từ bên ngoài. Và ông ta nói đó, chúng tôi biết anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng thi đấu. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng thật là tệ khi mà Trung Quốc vì một cái lý do nào đó lại không có tôn trọng nhân quyền. Áp lực tinh thần lên cho Antila rất là cao. Hơn nữa, thức ăn cũng rất là kém. Và Ủy ban Olympic của quốc tế IOC thừa nhận rằng họ đã nhận được khiếu nại từ một số vận động viên và đặc biệt là về nhiệt độ. Cái sự mà đa dạng và kích cỡ của sân khấu của khẩu phần ăn và đồng thời cam kết sẽ thương lượng để mà giải quyết cái vấn đề này với lại ban tổ chức. Và kênh YouTube, một cái kênh YouTube mà gương cờ mà đi nhận xét nói rằng Trung Cộng đã không có những cái nỗ lực để mà cải thiện cái kỹ năng của vận động viên mà thay vào đó họ dở trò với lại thức ăn và trọng tài và đồng thời sử dụng những cái mánh khóe để mà đối phó với lại những cái vận động viên tới từ những cái quốc gia khác bao gồm cái việc dùng thức ăn không có đủ chất để mà giảm thể lực rồi dùng trọng tài chút quyền thi đấu của những cái tuyển thủ mạnh với lại cái lý do trang phục không có phù hợp những cái tuyển thủ mà mạnh đó thì họ nói là lý do trang phục không phù hợp trời ơi quý vị đúng là trung cộng luôn đó, quý vị làm đúng một là cái trò mèo ra cho thế giới luôn và nhà bình luận chính trị ở người này tên là quý lâm cho biết trong một cái cuộc phỏng vấn với tờ báo epoch times nói rằng những cái vận động viên họ tham gia olympic mùa đông của bắc kinh được phát một cái điện thoại di động miễn phí trên thực tế, Trung Cộng họ sử dụng những cái chiếc điện thoại di động này để mà theo dõi những cái vận động viên. Và sau đó sử dụng những cái kho dữ liệu để mà biến cái làng Olympic này thành một cái xã hội giám sát nhỏ. Trong khi đó, Trung Quốc là một cái xã hội giám sát lớn. Và cân dương cờ mà đi thì kết luận nói rằng Olympic mùa đông của Bắc Kinh là một cái thế vận hội vô liêm sỉ nhất trong lịch sử nó không chỉ vi phạm cái tinh thần Olympic mà nó còn vi phạm cái tinh thần thể thao cơ bản và ông Cao Phong và ông Quý Lâm Đồng đó. Ông Quý Lâm đồng ý nói rằng chuỗi những cái hành vi của Trung Cộng trong Olympic mùa đông này sẽ khiến cho nhiều quốc gia hơn nhận thức được Trung Cộng. Nhìn rõ Trung Cộng và cái những cái mối mà cái mối quan hệ của Trung Cộng với lại quốc tế sẽ trở nên xấu đi. Trời ơi quý vị sao mà ê mặt quá quý vị. Và ông ông Cao Phong ông nói tôi không có tin rằng những cái tuyển thủ từ khắp nơi trên thế giới sẽ không có thảo luận về những cái gì mà họ đã nhìn thấy và nghe thấy ở Olympic khi mà họ quay trở về. Có thể là trong tương lai gần sẽ có rất là nhiều những cái quốc gia và nhiều tiếng nói chỉ trích và lên án những cái hành vi nhân quyền tồi tệ của Trung cộng nổi tiếng trên thế giới luôn đó quý vị. Bởi vậy một cái quốc gia mà tất cả thế giới họ đều không có ưa đó là Trung Cộng và dạ, kính thưa quý vị đó cũng là tất cả những cái nêu mà Mai Vũ cập nhật được và Mai Vũ gửi tới cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay Mai Vũ cảm ơn nhiều những cô chú và anh chị đã theo dõi video của Mai Vũ cho tới giờ này quý vị đừng có tiếc một cái like cho Mai Vũ nha và dạ, mến chúc tất cả những cô chú và anh chị một buổi sáng bình an và hạnh phúc và những ai mà theo dõi mẹ vũ từ không phải từ mỹ thì cho mẹ vũ chúc cả nhà một buổi tối ngon giấc bye bye i love you all bye bye